Sáng ngày 11 tháng 5, học sinh tiểu học 3 khối 1-2-3 tại TP HCM đã trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học do dịch bệnh COVID-19. Và để đảm bảo an toàn cho các em, các khối lớp khác nhau được chia khung thời gian tập trung khác nhau cùng với nhiều biện pháp phòng chống dịch. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Từ sáng sớm, các thầy cô trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Gò Vấp, TP HCM đã bắt đầu đón học sinh khối lớp 1-2-3 trở lại trường học. Vừa đến trường, các em được đo nhiệt độ, hướng dẫn giãn cách, khử khuẩn tay trước khi vào lớp. Theo công văn chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không áp dụng giãn cách trong lớp học. Chính vì thế, các trường cũng không chia các lớp thành hai tốp, mà vẫn giữ sĩ số 40-50 em một lớp để đảm bảo tiến độ học tập. Chúng tôi đã bố trí cho các khối đi lệch giờ với nhau. Nhưng mà lệch giờ chúng tôi vẫn đảm bảo tiết đầu tiên vào học là 7:20. Và cái đặc biệt trong khi các em trở lại là chúng tôi cũng hạn chế và tuyên truyền đến các em là tránh tiếp xúc giữa các bạn lớp này với lớp khác. Và chúng tôi cũng hạn chế tối đa là chúng ta không có tổ chức tập trung đông ở dưới sân trường. Hai tuần đầu là chúng tôi đã lên kế hoạch cho tất cả các lớp, các khối ôn tập, ôn lại những kiến thức mà trong quá trình các em học trực tuyến trong quá trình phòng chống dịch. Tuần kế tiếp thì chúng tôi sẽ bắt đầu vào chương trình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ nhịp sinh hoạt của trường lớp sẽ được trở lại bình thường. Sau khoảng thời gian dài không đến trường, các em học sinh rất vui mừng gặp lại nhau. Hôm nay con rất vui khi gặp được mấy bạn, nhớ là dịp đổ với rửa tay. Nhớ lại được gặp thầy cô. Bé chị hả, hôm nay nó đi học nó rất là vui, tại vì lâu rồi nó không gặp bạn bè với lại thầy cô nên nó rất là phấn khởi, nó mừng. Các trường cũng tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học, không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông học sinh ở sân trường. Hầu hết các trường đều thực hiện theo tiêu chí mỗi thầy cô, học sinh, phụ huynh đều là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh.